Nhưng mà chúng ta lúc đấy chỉ nói là dự án chúng tôi nằm ở tại các cái tuyến đường huyết mạch thôi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ chính thức được chia sẻ đến với thị trường, báo chí, truyền thông và tất cả các cơ quan, ban ngành về cái việc chúng tôi có hành chính công ở trong chính cái dự án của chúng ta. Và tôi cũng bật mí cho tất cả anh chị biết một điều là hành chính công này là hành chính công một cửa, chứ không phải hành chính công nhiều cửa. Tức là nó là sẽ là một cái thành phố Đà Nẵng thu nhỏ và một cái tỉnh Bình Dương thu nhỏ trên chính cái khu vực hành chính công của thành phố Phú Quốc. Và chúng tôi sẽ làm các cái lễ công bố cũng như là các cái quy hoạch một cách hết sức rõ ràng với các cái sự kiện lớn để chúng ta khẳng định được rằng là dự án Mây Hôm của chúng ta là một dự án trung tâm của thành phố Phú Quốc. Song song đó thì chúng tôi cũng sẽ công bố luôn cái việc mà chúng tôi ký kết với cái trường của chúng ta và sẽ chính thức khởi công xây dựng vào tháng 12, và năm sau chúng ta sẽ có cái trường học đầu tiên ở tại Phú Quốc. Tuy nhiên thì cái quan điểm của tập đoàn chúng tôi đó chính là mong muốn làm sao cho các con em của người dân An Thới và người dân Phú Quốc chúng ta được học trước với cái chi phí, cái học phí nó là cái giá tương đương với lại giá của trường công, nó rất là phù hợp với những cái người ta đang học ở tại bình thường. Và các cái lãnh đạo ở Phú Quốc cũng rất là ủng hộ với cái cơ chế này. Và thêm nữa là chúng ta cũng sẽ có các cái việc học với các cái trường liên cấp để phù hợp với những đối tượng khách hàng có cái thu nhập cao hơn. Đấy là cái tiêu chí mà muốn chia sẻ tiếp theo. Và song song đó chúng ta cũng công bố được cái phòng khám đa khoa quốc tế dành cho một cái bệnh viện của Hàn Quốc rất là lớn ở tại trong chính dự án. Thì đây cũng chính là ba điểm cơ bản. Và trước đây chúng ta gọi Mây Hôm là cái đô thị, đại đô thị sở hữu lâu dài, thì bây giờ chúng ta sẽ có cái kết nối của cái khu vực biển, biển Ngọc. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay chúng tôi đã làm các công tác liên quan đến việc dọn dẹp, thực hiện các công tác liên quan đến việc cải biến các cái khu vực ở tại phía biển Ngọc. Sắp tới đây chúng ta bán Bay Pearl Harmony thì chúng ta sẽ di chuyển bằng cung đường ven biển và kết nối trực tiếp đối với dự án của chúng ta. Thì đấy cũng là một cái tiêu chí mà cũng muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta bắt đầu vào cái dự án Bay Pearl Harmony. Và song song đó thì các cái công tác liên quan đến bảng xanh, tại vì chúng ta đang thực hiện theo cái nguyên tắc đó là xanh, sạch và tinh khiết ở trong chính dự án. Thì hôm nay các bạn đã thấy rồi, sáng ra tôi đã chụp ảnh, tôi gửi lên group vào lúc khoảng 8 giờ kém. Nhưng mà hơn 9 giờ thì đã thấy là toàn bộ bảng xanh ở dự án đã bắt đầu thay đổi một cách hết sức là chóng mặt. Và chúng tôi đang mang về khoảng 40.000 mét vuông cỏ cũng như là các cái cây bụi và tất cả các cái cây xanh khác ở trong chính dự án. Thì toàn bộ hệ thống cây xanh được đầu tư khoảng hơn 100 tỷ, chúng ta sẽ thay mới toàn bộ, làm lại toàn bộ một cách hết sức là rõ ràng và tinh khiết ở trong chính dự án, thì để bắt đầu chúng ta đón cái khai trương của khu rừng băng tuyết Ajango. Và trong tuần này thì chúng ta cũng sẽ có toàn bộ cái hệ thống đường xá đẹp lung linh kết nối trực tiếp vào đến dự án. Đấy cũng là một cái điều mà nó rất là khác biệt so với trước đây chúng ta triển khai. Cái điểm thứ đó chính là cái việc mà chúng ta biết tất cả các bất động sản thì hầu như chúng ta đều có cái khoảng thời gian để chúng ta hoàn thành các phần tiện ích và chúng ta đi vào hoạt động. Thì chúng tôi sẽ ra mắt trong năm nay. Năm nay thì chúng ta sẽ ra mắt được một cái trung tâm điều hành 24/7 với cái việc mà chúng ta thấy được toàn bộ cái hệ thống điều hành thông minh ở trong chính dự án. Chúng tôi cũng sẽ có các cái chương trình để cho các bạn sale như khách hàng tham quan cái trung tâm điều hành 24/7 của chúng tôi. Thêm nữa là sẽ đi vào hoạt động cái khu rừng băng tuyết Ajango, tuyến phố Corodai của Hàn Quốc. Rồi chúng ta sẽ hoàn thành luôn cái CC6 là trung tâm thư viện quốc tế. Và hiện tại trên tầng 2 thì chúng tôi đang làm 3 căn nhà mẫu của Mây Pearl Harmony. Và với phong cách nó hết sức là khác biệt với xanh của lá cây, xanh của đại dương và xanh của rừng núi. Thì đấy là một số những cái yếu tố muốn chia sẻ với các bạn. Còn lại nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái câu chuyện của Mây Pearl Harmony. Để không mất nhiều thời gian thì trước khi đến với lại cái việc chia sẻ của cái dự án này thì tôi xin phép và mời các bạn xem một đoạn teaser, nó cũng khá ngắn thôi, khoảng 1 phút. Thì sau cái buổi này chúng ta sẽ còn rất nhiều các cái thông điệp sẽ được gửi hàng ngày liên tục cho các bạn để thấy được rằng chúng tôi đang định vị cái sản phẩm này là một sản phẩm cao cấp ở tại Phú Quốc với các cái tiêu chí hết sức là khác biệt. Rồi, tấn nước anh.
Đó là một đoạn rất là ngắn về cái Maple and Harmony thôi. Sắp tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều các đoạn phim cảm xúc về cái dự án. Thì các bạn thấy rồi, quan điểm chúng tôi thì chúng tôi đã đo đi đóng giày cái sản phẩm này một cách rất là kỹ, từ tên gọi, từ định vị, từ tất cả những thứ liên quan đến truyền thông, rồi từ thiết kế layout, bóc mái nghiêng, bóc mái dọc, rồi nội thất bên trong và tất cả các yếu tố khác. Thì hôm nay trước mắt tôi sẽ chia sẻ với các anh chị các cái nội dung cơ bản để chúng ta có thông điệp chúng ta nhận booking. Thì toàn bộ trong cái quỹ đất của chúng tôi nó sẽ là 1,7 hecta, nhưng mà nó rất may mắn đó là chính là trong phạm vi của toàn bộ cái khu đất này chúng ta có một tổ hợp khách sạn 5 sao, thêm nữa chúng ta có thêm một cái tổ hợp trung tâm thương mại và hệ thống trung tâm hội nghị quốc tế, kết hợp với 3 tòa tháp căn hộ 19 tầng sở hữu lâu dài. Thì cái này khẳng định với các bạn là chúng ta là triển khai trong quỹ đất, chúng ta có rất là ít quỹ đất thương mại dịch vụ, là chúng ta đã xây khách sạn 5 sao Royal Mercure. Chúng ta có khoảng gần 200 phòng, 185 phòng trước mắt. Nếu có điều chỉnh hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với các bạn. Tuy nhiên trước mắt chúng ta có gần 200 phòng khách sạn 5 sao Royal Mercure. Và khi toàn bộ cái khu vực này hình thành thì nó sẽ có cả trung tâm hội nghị quốc tế, có cả trung tâm thương mại, có cả khách sạn 5 sao và cả các căn hộ cao tầng sở hữu lâu dài. Thì đấy là cái thông điệp đầu tiên mà chia sẻ với các bạn. Nếu mà chúng ta nhìn về mặt tổng thể thì chắc là vị trí của May Home các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà ở đây ấy, tôi đang muốn nói một cái điều, đó chính là một cái vị trí chiến lược trong sự phát triển của cái phường An Thới. Tại bản chất là Maple của chúng ta được hình thành và ra đời trong một cái quá trình nó rất là may mắn, khi chúng tôi được công bố cái quy hoạch của thành phố Tinh Khiết bên dòng sông Mây và các cái phần tiện ích chúng ta đi vào hoạt động, cũng như chúng ta công bố các phần tiện ích đang còn thiếu tại Phú Quốc, đặc biệt như là hành chính công, đặc biệt như là trường học. Thì đấy là những cái được gọi là cái vị trí. Tiếp nữa là gì? Chúng ta cũng đã rất may mắn khi cái tuyến đường ven biển Bãi Trường cũng đã đi vào quá trình hình thành, mở rộng, và sắp tới đây cũng sẽ có rất nhiều các hoạt động và kết hợp giữa cái việc mà chúng ta có các mảng xanh rất lớn trên dọc theo cái tuyến đường ven biển Bãi Trường mà thành phố trực tiếp chỉ đạo một cách rất là sát sao. Song song đó thì ở đây chúng ta thấy là cái vị trí của Maple and Harmony nó là cái vị trí có thể nói hiện tại ở Phú Quốc là gần biển nhất. Thì đấy là chúng tôi chia sẻ về cái mặt vị trí chiến lược của cái dự án này. Thì trong tổng số đấy thì ở đây các bạn biết là gì? Toàn bộ cái quần thể chúng ta thì chúng ta cũng có một bức tranh về toàn bộ tất cả những tiện ích sẽ đi vào hoạt động, đang xây dựng, sẽ trong quá trình bàn giao, và chúng ta có một cái quần thể nó khác hơn so với các quần thể khác. Tại vì trong cái quần thể này của chúng ta thì chúng ta bao gồm tất cả những cái tiện ích đang thiếu, đặc biệt rất thiếu ở tại Phú Quốc. Và trong năm nay thì chúng ta đã thấy rằng chúng tôi bắt đầu xây dựng trường học rồi, các khu vực hành chính công, thì các bạn có thể search các cái thông tin liên quan đến việc khu hành chính công một cửa, để chúng ta thấy rằng là tất cả các cái phần tiện ích hành chính công, các cái cơ quan hành chính sẽ đổ dồn về May Home của chúng ta. Thì đấy cũng là một cái yếu tố cũng khá là tốt. Và song song đó thì ở đây chúng ta cũng có một cái bao gồm các cái phần tiện ích mà từ kết nối đến việc mà người ta ở cũng như là người ta sẽ nghỉ dưỡng trong chính toàn bộ đại đô thị. Thì cái dự án chúng ta sẽ được đi vào hoạt động vào thời điểm năm 2027. Thì tất cả những cái yếu tố bên trong tất cả cái đô thị chúng ta đã có một cái bức tranh rất là rõ ràng, từ cái việc hình thành các cái tiện ích ở đến tiện ích phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng của chúng ta. Và hầu như tôi nói rằng ở đây không phải nói xa xôi, nhưng mà thực tế là tất cả những cái con người ở Phú Quốc hoặc bất kể người dân đến với Phú Quốc mà chúng ta sử dụng các dịch vụ từ học hành rồi hành chính rồi mọi thứ cũng sẽ phải di chuyển về dự án của chúng tôi. Đấy là một cái yếu tố tiên quyết để chia sẻ với anh chị. Vậy vì thế thì nó cũng nằm trong cái các cái phần tiện ích mà kết nối với nhau. Ví dụ như chúng ta năm nay chúng ta tháng 11 thì chúng ta sẽ trong tuần 1 của tháng 11 chúng ta sẽ khai trương cái khu rừng băng tuyết iJungle, cũng sẽ được gửi cho toàn bộ tất cả các bạn sale, các bạn khách hàng và quý đại lý. Trước mắt thì chúng tôi cũng chưa có cung cấp ra bên ngoài, tại vì thật sự các bạn là cái công trình này hiện tại ở tại khu vực Đông Nam Á chúng ta chưa có công trình thứ hai. Chúng ta có một công trình đầu tiên, nhưng ở công trình của chúng tôi là một công trình nó mang tính chất khác biệt hơn rất nhiều. Và ngay cả đơn vị phát triển họ cũng muốn dành những cái thời điểm cuối cùng khi chúng tôi bắt đầu triển khai và chúng tôi bàn giao và đi vào hoạt động, thì sẽ có một loạt các cái thông điệp về báo chí, truyền thông cũng như là câu chuyện để mang đến từng đại lý để chia sẻ với khách. Đấy là một cái giá trị cộng thêm cho các cái cư dân của chúng ta. Với cái vị trí của Maple and Harmony thì nó nằm trên một cái vị trí 4 mặt tiền đường. Mặt tiền đường trước đó là đại lộ ánh sao 24m kết nối ra biển. Mặt tiền thứ hai là chúng ta có đường Huỳnh Anh 13,5m. Mặt tiền thứ ba chúng ta có đường Hoa Sứ 13,5m. Mặt tiền thứ tư là đường Hải Đường 13,5m. Tức là chúng ta đang có một cái vị trí đầu tiên để kết nối với lại khu vực biển. Và hiện tại là chắc là trong chưa đến giữa tuần này thì toàn bộ cái đường nhựa sẽ thông thẳng ra đến biển.
thì chúng ta thì còn có hiện tại nó đang làm còn có khoảng 15 mét nữa là xong rồi. Thì tôi sẽ cập nhật hình ảnh cụ thể cho các bạn là sẽ kết nối trực tiếp đến biển. Đường ánh sao thì Đạt Phương đã được giao toàn bộ cho dự án chúng tôi để trồng cảnh quan, hiện tại đang trồng cây xanh, đắp xong toàn bộ vỉa hè và dọn dẹp sạch sẽ tuyến đường nữa thì nó sẽ rất là đẹp về mặt cảm xúc. Tiếp nữa ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng với cái vị trí quy hoạch này thì thực ra chúng ta chỉ có một cái phần, chúng ta chỉ có một cái phần rất nhỏ ở vị trí này là cái đất thương mại dịch vụ để xây khách sạn 5 sao. Nên các bạn lưu ý rằng là có rất nhiều người đang bảo dự án chúng tôi không phải là dự án pháp lý sở hữu lâu dài. Thì tôi khẳng định với tất cả anh chị là chúng tôi là sở hữu lâu dài full 100% căn hộ cao tầng. Và chúng ta có thương mại dịch vụ của đất của cái khách sạn 5 sao Rainbow Q. Thì đấy là cái mà chia sẻ về mặt vị trí của dự án. Và chúng tôi định vị dự án đó chính là một cái quần thể khách sạn 5 sao và căn hộ 5 sao sở hữu lâu dài tại Phú Quốc. Thì tí nữa chúng ta sẽ chia sẻ với nhau định nghĩa như thế nào được gọi là 5 sao. Và chúng tôi đang bán một cái giá trị một sản phẩm nó rất là khác biệt đối với thị trường. Và tôi nói luôn, sắp tới đây khi chúng tôi đưa cung cấp các cái layout sản phẩm cũng như là các cái bóc máy của chúng ta thì các bạn sẽ hình dung một cách kỹ càng hơn, ngay cả nội thất cũng sẽ thấy rất là khác biệt với chúng ta. Và ngày hôm nay thì tí nữa chắc là training xong thì tôi sẽ cho các bạn xem một ít những cái liên quan đến nội thất của chúng tôi trong toàn bộ phần căn hộ để chúng ta có thể hình dung một cách kỹ hơn về cái định vị dự án của chúng tôi. Ngoài cái việc mà chúng tôi định vị cái sản phẩm đó là một sản phẩm ở trong một cái quần thể 5 sao và căn hộ 5 sao thì chúng tôi lại có kết nối với cái việc mà nó là sự kết hợp của toàn bộ cái việc dòng bất động sản tái tạo năng lượng. Thì đây ấy, chủ tịch rất mong muốn cái điều kiện tiên quyết cuối cùng đó chính là chăm sóc sức khỏe được cho toàn bộ cái người dân khi chúng ta mua sản phẩm Maple Harmony. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ ra mắt trên thị trường một số những cái nghiên cứu đầu tiên của Tân Ai Thành về cái việc chăm sóc sức khỏe cho chính căn hộ của chúng ta bên trong những căn nhà mà bàn giao cho toàn bộ quý vị khách hàng. Thì tôi sẽ dành những cái thời điểm khi chúng ta kích hợp sale để chúng ta chia sẻ cho tất cả các bạn. Kết hợp nữa là nó nằm trong cái quần thể khách sạn 5 sao cho nên bản chất là cái ông Bắc Co cũng đang quản lý vận hành cái khối khách sạn và hệ thống trung tâm hội nghị quốc tế ở bên dưới. Cho nên là những cái việc căn hộ của chúng ta từ thương mại đến với lại thiết kế bên trên chúng ta cũng được hưởng lợi khá nhiều từ cái việc quản lý vận hành của Bắc Co. Đấy là một cái điểm mà nó kết nối giữa cái tái tạo năng lượng và cái bất động sản điểm đến thượng lưu để cho chúng ta có thêm các cái sự khác biệt để kiến tạo nên một quần thể của Maple Harmony. Rainbow Q thì các anh chị cũng biết rồi, nó là một trong những cái đơn vị khách sạn khá là nổi tiếng và nó cũng là một bức tranh đang thiếu ở tại bãi trường ở tại Phú Quốc. Tức là chúng ta thấy bãi trường thì chúng ta có Intercon, chúng ta có Pullman, có Regent, có Novotel, đấy có rất nhiều các thương hiệu khác. Và Rainbow Q nó cũng sẽ bổ trợ cho thêm một cái bức tranh đang thiếu của hệ thống khách sạn 5 và 6 sao ở tại Phú Quốc. Thì coi như thế là nó cũng giúp cho được cái việc mà nâng tầm các cái giá trị về mặt nghỉ dưỡng cho thành phố Phú Quốc của chúng ta. Và trên màn hình thì các bạn cũng thấy là rõ rồi, trước đây ấy, thì chúng tôi đang có cái trung tâm hội nghị quốc tế là cái vị trí này. Chúng ta đang có một cái vị trí khu đất ở tại bên ngoài. Còn bây giờ chúng tôi rời cái trung tâm hội nghị quốc tế vào cái khối đế của khách sạn 5 sao Rainbow Q để ông này ông quản lý luôn cái trung tâm hội nghị này, sức chứa 1.000 người. Rồi trên này có các phần tiện ích hồ bơi, mọi thứ đầy đủ. Và chúng tôi làm thêm một cái trung tâm thương mại nữa, tức là cái giá trị cộng thêm cho cư dân của chúng ta. Và song song đó thì các anh chị cũng thấy rồi, chúng tôi đã điều chỉnh. Trước đây ấy, thì cái khách sạn 5 sao này nó nằm ở vị trí ở phía bên trái. Còn bây giờ chúng tôi điều chỉnh nó ra ở vị trí bên phải. Tức là tất cả các tòa tháp căn hộ ở phía sau chúng ta không hề bị chắn bởi khách sạn thế nào cả. Và các phần ban công xéo, ban công nghiêng của chúng ta đều nhìn ra biển, đều nhìn ra các phần tiện ích khác. Ví dụ như là những cái view mà chúng ta nhìn về trung tâm thành phố, rồi chúng ta nhìn về biển bãi trường, bờ Tây. Rồi mặt sau chúng ta nhìn qua biển bãi sao bên Vịnh Đầm. Rồi chúng ta nhìn qua khu vực Ajango, nhìn qua cáp treo Hòn Thơm. Thì đấy là những cái mà view chúng tôi đang cho các bộ phận bóc lại toàn bộ tất cả các tầm view biển để gửi cho các bạn một cách chính xác nhất các cái ngõ view của chúng ta khi chúng ta triển khai cái căn hộ này. Thì đấy là cái việc mà chúng ta đang thấy rằng hiện tại chúng ta đang bán một cái sản phẩm có cái vị trí chiến lược cũng như là cái tầm view nó hết sức là khác biệt ở tại bãi trường. Tôi muốn mọi người hãy xem một cái câu chuyện thương hiệu mà sắp tới đây chúng ta sẽ chạy rất là mạnh mẽ. Nhưng mà có hai cái ý mà tôi muốn các anh chị nắm thôi. Một, đó chính là chúng tôi sẽ biến cái khái niệm là Phú Quốc sẽ không còn là một nơi để ghé đến nữa, mà sẽ là một chốn để trở về. Thì đấy là cái mà cái thông điệp đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ. Tức là các bạn đã hình dung rằng nó sẽ phù hợp với người dân Phú Quốc, nó sẽ phù hợp với những người dân ở
gần Phú Quốc nó sẽ phù hợp với những người có căn nhà second home thứ hai khi đến Phú Quốc để mua chúng ta ở hoặc là tận hưởng những cái giá trị về mặt cuộc sống. Tiếp nữa là chúng tôi có 4 cái giá trị mang tính chất biểu tượng sống mới tại Phú Quốc. Chung là chúng tôi sẽ chạy marketing rất mạnh về cái biểu tượng sống mới tại Phú Quốc. Lý do tại sao nó gọi là cái biểu tượng sống thì thứ nhất là cái việc chúng tôi sẽ nhận thấy được cái giá trị của sản phẩm này. Chúng ta đang có một cái vị trí là kế cận, tức là trong toàn bộ dự án thì chúng ta là một dòng sông, hai mặt biển, ba dãy núi rồi, được hưởng những cái giá trị về mặt thiên nhiên ưu đãi. Thì chúng ta được ban tặng bởi cái vị trí nó đang sát biển và hầu như toàn bộ tầm view chúng ta đều nhìn biển, không nhìn biển bờ Tây thì cũng sẽ nhìn biển bờ Đông, là nơi ngắm bình minh và hoàng hôn. Thứ hai nữa là chúng ta sống sang trọng đẳng cấp trong tháp căn hộ mà chúng ta kết hợp với cái hệ thống của khách sạn 5 sao Raymer Q và trung tâm hội nghị quốc tế, tức là toàn bộ tiện ích bên dưới, chưa tính các tiện ích nội khu và ngoại khu, thì chúng ta đã có được một phần hệ thống tiện ích rất lớn để phục vụ cho nhu cầu khách hàng. Và thêm nữa là gì, chúng ta lại là dự án có tính pháp lý sở hữu lâu dài. Mà nhắc đến lâu dài Phú Quốc thì nó sẽ rất là khác biệt so với phần còn lại. Thứ ba nữa là sống và tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng tinh thần. Thì cái số 3 và số 4 đấy thì chúng tôi sẽ mong muốn là làm sao để tạo ra những tiện ích tốt nhất phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe. Thì tí nữa các bạn sẽ xem ở phía dưới chúng tôi đã có những cái phần nào để phục vụ cho cái chăm sóc sức khỏe của toàn bộ người dân. Và cái cuối cùng đó chính là cái slogan Here for Life của chúng ta, là mang đến cái giá trị sống cho con người. Tức là nơi đây sẽ là nơi mà mọi người trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi, và chúng ta sống ở trong một cái nơi an yên, lý tưởng, rất là khác biệt ở tại Phú Quốc. Thì cái slogan Here for Life ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn là tạo ra một cái dự án theo một cái phong cách sống trọn vẹn từng phút giây để kết nối được với những cái giá trị tốt nhất ở trong chính dự án. Và cái thông điệp vẫn sẽ là pháp lý sở hữu lâu dài và chỉ cách biển chúng ta có 150m. Thì đấy là cái tầm view trọn vẹn biển bãi Trường. Và hôm rồi thì cũng có rất nhiều các đại lý đã ra bay flycam. Thì hầu như từ tầng 8, tầng 6, tầng 8 trở lên chúng ta đều nhìn được, có những căn chúng tôi là 3 tầm view. View biển bãi Trường, view biển bãi Sao và view thành phố. Đấy, rồi có những cái căn mà view biển bãi Trường, rồi là chúng ta nhìn view Ai Giang Hồ và chúng ta nhìn view về cái bãi Sao. Coi như là chúng ta có những căn chúng ta thiết kế được 3 tầm view, và trung bình là chúng ta đều có 2 tầm view. Với những cái căn có 2 ban công thì phòng ngủ là một tầm view khác nhau và một phòng khách là tầm view khác nhau nữa. Thì các bạn sẽ thấy một cái layout rất mới của chúng ta khi chúng ta triển khai mang cái thông điệp đến với thị trường. Thì cái cách diễn đạt này nó mang lại cái hơi hướng rất là dung dị, rất là gần gũi, nhưng lại mang một cái sự khác biệt, đó chính là một sản phẩm mang tiêu chí 5 sao để cung cấp cho khách hàng. Thì cảm ứng thiết kế logo và tên gọi của chúng tôi thì nó rất là đơn giản thôi. Thì nhắc đến Phú Quốc chúng ta sẽ nhắc đến hoàng hôn, chúng ta sẽ nhắc đến bình minh, chúng ta sẽ nhắc đến sóng biển, chúng ta sẽ nhắc đến những cái sự lan tỏa của nước. Thì đấy là cái câu chuyện hết sức là quen thuộc với Phú Quốc, và nhắc đến Phú Quốc chúng ta sẽ nhắc đến Ngọc Trai. Và chúng tôi cũng không bao giờ bỏ quên những cái giá trị đấy. Và chúng tôi tạo ra một cái tên gọi Maple Harmony. Ở đây các bạn thấy là như này, Maple nó là một viên ngọc quý. Tôi nghĩ là sắp tới đây chúng tôi sẽ có, trong ngày hôm nay và chậm nhất là ngày mai, chúng ta sẽ có các câu chuyện về tên gọi, các câu chuyện về mặt thương hiệu, các câu chuyện về các ý tưởng thiết kế, logo và tất cả các yếu tố khác. Thì thứ nhất, Maple của chúng ta là viên ngọc quý. Harmony là một bản hòa âm của thiên nhiên. Thì kết hợp lại là chúng ta đang tạo ra một cái tòa tháp căn hộ giống như một viên ngọc quý và nằm giữa đất trời bao la của Phú Quốc của chúng ta. Thì đấy là cái câu chuyện và tên gọi của Maple Harmony. Mà nếu như các bạn nhìn lên ở đây thì chúng tôi đang, màu chủ đạo của chúng tôi đó chính là màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc và tất cả các phần thiết kế ở bên trong nội thất thì chúng ta có rất nhiều những phần thiết kế liên quan đến xanh ngọc. Từ các cái việc bàn giao hệ thống bếp cho khách hàng, bên trong chúng ta có hệ thống đá xanh ngọc, rồi trong bên phía trong khu vực nhà vệ sinh, rồi các bức tranh, rồi các cái bức thảm, nói chung đều là màu xanh ngọc. Và đây ấy, thì các bạn thấy là như này, các bạn nhìn kỹ vào logo thì các bạn thấy là phía trong của chúng ta là cái logo hình tròn không khép, và bên ngoài chúng ta là logo khép kín. Một cái hình tròn khép kín nó thể hiện sự trọn vẹn, sự đủ đầy, hạnh phúc và viên mãn. Đấy là cái ý nghĩa câu chuyện logo của chúng tôi. Và sắp tới các bạn sẽ thấy là chúng ta đang làm một cái câu chuyện nó hết sức là khác, nó rất là gần gũi và nó đi đến đúng trọng tâm của khách hàng đang mong muốn sống ở tại Phú Quốc của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy marketing chúng tôi sẽ chạy rất mạnh về 4 cái yếu tố trên màn hình chúng ta thấy. Một là khách hàng mua Maple sẽ phải là những đối tượng khách hàng có gu. Thứ hai nữa là gì? Là quay về với cái cuộc sống của thiên nhiên
ưu đãi ban tặng cho chúng ta ở cái vị trí gần biển, sát biển, kế rừng, đấy, nằm trong lòng đại đô thị và các phần tiện ích bên trong. Rồi thứ ba nữa là gì, chúng ta sẽ nuôi dưỡng tâm hồn ở đây, sẽ có rất nhiều những phần tiện ích được trải nghiệm, được cung cấp cho khách hàng về cái việc chúng ta chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm những cái tiện ích ở bên trong chính dự án. Còn các cái từ khóa ở đây, nếu chúng ta chạy web ấy, chúng ta sẽ chạy những cái từ đơn giản như kiểu hiện đại, sang trọng, bình yên, tinh tế, chữa lành, sống xanh, giàu văn hóa, kiến tạo độc đáo, thì hầu như đều sợp tới chúng tôi. Thì đấy là cái việc mà chúng ta đang chạy một cái vòng tròn phục vụ cho đời sống sức khỏe cũng như là cái nuôi dưỡng tâm hồn cho toàn bộ tất cả các quý vị khách hàng của chúng ta. Tôi sẽ đi vào USP nội tại của dự án để chúng ta thấy được. Chúng tôi sẽ quan tâm đến 4 yếu tố chính thôi. Yếu tố đầu tiên là sống hòa mình vào thiên nhiên, thì tôi sẽ giải thích từng cái một. Sống trong kho báu truyền đời thì chúng ta vẫn giữ một cái slogan từ đầu đến cuối, một cái thông điệp trước đây chúng ta bán May Home Capital Phú Quốc, đó chính là bảo vật truyền đời và sinh lời bền vững, vì nó là cái pháp lý sở hữu lâu dài. Thì coi như chúng ta truyền lại cho con cháu chúng ta sau này với cái sổ sở hữu lâu dài đấy thì nó cũng sẽ khác biệt. Thứ ba và thứ tư đó chính là sống nuôi dưỡng tinh thần và sống trải nghiệm phong phú. Thì chúng tôi tạo nên một cái sản phẩm mà nó mang tính chất biểu tượng sống mới tại Phú Quốc với một cái tiêu chí khá là khác biệt. Đầu tiên đó chính là sống hòa bình và thiên nhiên, thì chúng ta có 6 cái ý mà trong đây chúng ta đang gọi là một dòng sông, một dòng chảy thịnh vượng của sông Mây, hai bờ biển rồi ba ngọn núi, bốn mùa hoa nở. Tức là riêng cái phân khu này thì chúng ta sẽ có riêng một cái khu vườn mùi hương từ dưới ở khu vực sảnh chờ, từ khu vực nội khu đến khu vực trên mái của chúng ta để tạo ra cái sự khác biệt. Thêm nữa là chúng ta đang làm nội thất và tất cả phần thiết kế chúng ta có 6 tầng xanh tuyệt tác: xanh của mây trời, xanh của biển cả, xanh của núi đồi, xanh của sông suối, xanh cảnh quan và xanh căn hộ. Thì chúng ta đang có 4 cái mẫu căn hộ, 4 cái mẫu mà chúng ta đang gọi là làm cái nội thất nhà mẫu ấy. Thì chúng ta sẽ làm thứ nhất là màu xanh của mây trời, thì tí các bạn sẽ được thấy một cái hình ảnh của chính cái căn hộ có thiết kế hơi hướng mang màu xanh của mây trời, xanh biển cả, xanh của núi đồi và xanh của sông suối. Và trong đó chúng ta có thêm các cái phần mà gọi là các khu vườn trên cao cũng mang tính chất xanh của núi đồi để chúng ta kết hợp được toàn bộ cái đô thị của chúng ta. Tiếp nữa là một sống trong một cái kho báu truyền đời, thì ở đây các bạn thấy là ở đây á, thì chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm. Các bạn ta thấy là toàn bộ tất cả những cái phần chúng tôi đang cung cấp đến với thị trường, chúng tôi đang chạy khác so với các phần còn lại ở các cái dự án. Hầu như là gì, chúng tôi biết cái đẹp nhất của chúng tôi đó chính là view biển. Cái đẹp nhất của chúng tôi là nơi ngắm được cả hoàng hôn bình minh. Cái đẹp nhất của chúng tôi là có những cái căn view mà chúng ta có 3 mặt thoáng, 3 tầm view khác nhau, nhưng chúng tôi chưa hề cung cấp ra thị trường các bức ảnh về mặt cảm xúc và những yếu tố đấy, mà hiện tại chúng tôi chỉ đang cung cấp đến với thị trường cái thiết kế kiến trúc của cái sản phẩm căn hộ của chúng tôi để cho mọi người thấy là gì. Chúng ta đang thấy ở đây có những cái căn mà chúng ta nhìn một cách hết sức là nôm na. Nó sẽ có ban công dài xéo từ điểm đầu đến điểm cuối, 2 ban công, 2 tầm view khác nhau. Đấy. Bên phía này chúng ta sẽ nhìn qua khu vực, riêng cái vị trí căn này thì chúng ta sẽ nhìn qua khu vực biển bãi trường với cái góc này. Riêng cái tầm view này chúng ta sẽ nhìn qua Ai Giang Hồ, nhìn qua cáp treo Hòn Thơm. Đấy, rồi những cái căn đối diện ngược lại thì chúng ta cũng tương tự, và phía sau thì toàn bộ chúng tôi chỉ có tất cả những cái căn mà tòa tháp B và tòa tháp C thì chúng ta đều là ban công xéo. Duy nhất ở cái tháp giữa này, tháp A mà chúng ta đang triển khai đầu tiên đấy, thì chúng ta chỉ có 5 căn ở giữa là chúng ta có ban công thẳng, còn lại toàn bộ chúng ta đều ban công xéo hết. Và các bạn thấy là một cách thiết kế hết sức đặc biệt, tức là chúng tôi đang giật cấp từ tầng dưới lên đến tầng 19 để thấy rằng chúng ta hiện tại là chúng ta thấy là các ban công ở tầng trên hiện tại đang rộng hơn khá nhiều, và để chúng ta tạo ra được 99 cái khu vườn trên cao dành cho 99 căn hiện tại đang được gọi là lớn nhất ở tại cái dự án này. Và chúng ta có thêm các cái khu vườn ở các cái vị trí ban công khác nhau với những căn layout 2 phòng ngủ có 2 ban công, thì chúng ta đều có những cái ban công rất rộng để chúng ta có thể trồng được cây cối và mảng xanh ở trong chính dự án. Rồi thêm nữa chúng ta có cái tầng gọi là tầng giao lưu kết nối giữa trung tâm thương mại và hệ thống khối căn hộ của chúng ta, di chuyển xuống mà chúng ta được gọi là giống như tầng lửng ấy, để chúng ta có thể kết nối được, chúng ta di chuyển xuống thương mại phía dưới, chúng ta sử dụng các phần tiện ích ở bên dưới của chúng ta. Và để tạo ra một cái dự án nó chỉ có 1.138 căn, nhưng mà chúng tôi đã phải hợp tác với 4 cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới để tạo ra sản phẩm này. Tức là để khẳng định cái vị thế 5 sao của chúng tôi là gì. Là thứ nhất, chúng tôi hợp tác với đơn vị Dark Horse, là đơn vị tư vấn về mặt quy hoạch hàng đầu thế giới đến từ Úc. Thứ hai là chúng ta hợp tác với đơn vị tư vấn kiến trúc HBA hàng đầu thế giới đến từ Pháp. Rồi chúng ta hợp tác với đơn vị thiết kế cảnh quan Ben Collins
là nổi tiếng hàng đầu, ông lại chỉ làm các công trình mang tính chất biểu tượng của thế giới thôi. Thì ông lại đến từ Hồng Kông, các công trình mang tính chất biểu tượng. Rồi cái cuối cùng nữa là chính là hợp tác với đơn vị quản lý vận hành cho cái chuỗi hệ thống khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế. Tức là chỉ có hơn 1.000 căn, nhưng chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và công sức để hợp tác cùng với các đơn vị này. Và xin thưa với các chị là như này nhé, khi chúng tôi làm dự án May Home từ ngày đầu tiên là chúng tôi đã làm việc với họ, và đến ngày hôm nay chúng tôi đo đi đóng giày để chúng tôi ra được sản phẩm. Và chúng tôi ra được một cái sản phẩm mang tính chất nó khác biệt nhất, và nó được làm sao để phù hợp nhất đối với thị trường thời điểm hiện tại, và mang đúng hơi hướng của tiêu chuẩn 5 sao. Và sắp tới chúng ta sẽ xem được một cái giống như là ở trong một cái căn hộ, nhưng chúng ta đang tận hưởng những cái giá trị của một cái resort 5 sao. Từ thiết kế về mặt sảnh, từ thiết kế đến layout, đến bố trí căn hộ bên trong, và thiết kế từ hệ thống bếp đến các cái phần còn lại nữa, coi như là trang bị một cách hết sức đầy đủ cho toàn bộ khách hàng. Ở đây thì chúng ta đang có 99 cái khu vườn trên cao, nhưng mà sắp tới tôi sẽ cho truyền thông chạy là 99 cộng. Hiện tại chúng ta đang thấy là như này, những cái căn này này. Thì để chúng ta hình dung nhá, tức là ban công là riêng. Các chị hình dung ạ, ban công là riêng, nhưng nó có một cái khoảng rất là rộng ở bên ngoài này nữa. Ngoài cái ban công thì chúng ta đang trồng được các cái phần mảng xanh. Tức là chủ tư chúng tôi thì đương nhiên là chúng tôi vẫn sẽ làm, nhưng mà khách hàng thì những ai yêu thích mà thiên nhiên với mảng xanh thì người ta có thể tự trồng vào đấy, trong từ cái ban công ra bên ngoài, coi như vậy là chúng ta đang giống như có những cái khu vườn trên cao. Trước mắt chúng ta có 99 căn diện tích lớn nhất, với những cái căn mà gọi là có 3 tầm view của chúng ta, thì là chúng ta có 99 cái khu vườn. Nhưng sắp tới đây là gì, các bạn thấy là hầu như tất cả những cái ban công này này, hôm qua thì chúng tôi họp đến khoảng đến khuya, thì những căn một phòng ngủ, những căn studio, những căn một cộng, những căn hai phòng ngủ đều là những căn có ban công rất rộng, cho nên chúng ta đều làm được các cái khu vườn ở trên cao một cách hết sức là thoải mái. Và tưởng tượng là khi chúng ta ở tại phòng khách, chúng ta ở tại phòng ngủ mà chúng ta mở mắt dậy, hay chúng ta ngồi uống cà phê, hay chúng ta chia sẻ với nhau mà chúng ta nhìn ra ban công, chúng ta có mảng xanh và chúng ta nhìn ra biển, thì đấy là điều hết sức là khác biệt. Tại vì tôi cũng nói rồi, nếu chúng ta đã không làm thì thôi, nhưng khi chúng ta làm thì nó sẽ phải khác hơn người ta một tí. Từ cái thiết kế ban công dập vào đến bên trong, và từ cái công tác phòng ngủ đến nhà vệ sinh hay là các cái công tác khác, thì chúng ta đều phải mang lại cái giá trị. Cho nên đó lý do tại sao mà trước đây chúng tôi chỉ có studio khoảng 30m², nhưng bây giờ chúng tôi đã có các studio khoảng 33, 35, 36. Thì coi như vậy là gì, nó giống như một căn một phòng ngủ rất là rộng rãi cho chúng ta để có thể ngăn lược các cái vị trí công năng. Thì sẽ gửi cho các bạn, sẽ ra từ từ cho chúng ta để chúng ta cảm nhận được dần dần các cái yếu tố đấy. Tiếp nữa là như này, đây là một cái hình ảnh mà thực ra cái đơn vị thiết kế HBA họ rất là tinh tế. Tức họ nói là họ làm các cái dự án, các cái công trình ở tại Pháp, ở tại Hồng Kông, ở tại Singapore, rồi thiết kế cái ban công họ rất là rộng. Và ngoài cái việc mà chúng ta thấy là ban công chúng ta vừa để được các cái bàn ghế, thì chúng ta còn làm thêm được các cái phần mảng xanh rất là nhiều. Và hầu như những ai mà thấy được ban công rộng như thế thì chúng ta đều sử dụng nó để chúng ta thiết kế nó thành các cái khu vườn trên cao một cách rất là rộng rãi, rất là thoải mái, tạo cái hơi hướng nó cũng khác biệt. Và tầm view chúng ta thì nếu mà nhìn ra biển thì rất là tuyệt vời trong cái không gian như thế này. Thì đấy là cái công tác nó cũng rất phù hợp với cách thức chúng tôi đang chạy là xanh, sạch và tinh khiết ở trong chính toàn bộ dự án của chúng ta. Sống về nuôi dưỡng tinh thần thì ở đây là gì ạ? Chúng tôi biết rằng là gì, cái quan trọng nhất của khách hàng bây giờ đó chính là một cái sức khỏe. Có tiền cũng không mua được sức khỏe, có tiền không mua được giá trị sống, có tiền cũng không mua được những cái không gian gần gũi thân thiện, có tiền cũng không mua được tất cả những cái gọi là gì, cái sự yên bình. Thì cho nên chúng tôi đang làm tất cả những cái yếu tố để phục vụ cho các khách hàng của chúng ta khi ở tại cái Mayburn này. Thì đầu tiên đó chính là các cái khu vực mà vườn thư giãn và trị liệu. Đây chúng ta thấy là có các cái khu vực mà chúng ta sử dụng hầu như thiết kế đều đến từ những cảm hứng của Ngọc Trai, nó cũng hết sức là đơn giản nhưng gần gũi. Và chúng ta đang có cái gì ạ, cái thiếu nhất ở Phú Quốc bây giờ là một cái massage đúng nghĩa, một cái chăm sóc sức khỏe đúng nghĩa. Và chúng tôi đang làm việc với lại Jim Zibang là sẽ chốt các cái phương án là 4 yếu tố đang thiếu ở Phú Quốc. Phú Quốc đang thiếu là thủy trị liệu, là nhiệt trị liệu, là thực dưỡng trị liệu và massage trị liệu. Thì chúng tôi sẽ trang bị nó tại cái khối đế. Thực ra các dự án khác thì hầu như họ đều để khối đế để họ bán. Họ đều để khối đế để họ bán. Nhưng mà chúng tôi thì lại đang dành toàn bộ cái khối đế để chúng tôi làm tiện ích bên trong, phục vụ cho người dân của chúng ta. Thì đấy là cái tiêu chí tiếp theo. Song song đó ở đây chúng ta đang có các vườn thư giãn và vườn massage chân. Tức là khách hàng không cần phải, chúng ta cứ bỏ một cái thoải mái gần gũi với thiên nhiên để chúng ta di chuyển trên các cái khu vực này. Và chúng ta sẽ thấy được là chúng tôi có rất nhiều những cái khu vực
có đá massage chân để chúng ta di chuyển tại các cái khu vườn có mùi hương đặc biệt trong chính dự án. Khu vườn yoga và khu vườn thiền thì cái này nó sẽ có nằm ở dưới cái khu vực nội khu và khu vực ở trên mái của chúng ta. Tiếp nữa đó chính là cái khu vực trải nghiệm mùi hương. Thì đây chúng ta sẽ có tất cả những mùi hương của các vùng miền để mang lại cái không gian gần gũi, thân thiện, hòa mình vào với thiên nhiên và có một cái cuộc sống an yên cho tất cả những người dân của chúng ta theo đúng cái tiêu chí được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Và tất cả các khối đế của chúng tôi đều có phòng tập gym và cái spa chăm sóc sức khỏe. Thì chúng tôi sẽ dành một cái không gian vừa phải, nhưng mà chúng tôi có kết hợp thêm các dịch vụ khác biệt hơn. Nó bao gồm có 7 cái phần mà chúng tôi đã làm việc. Thứ nhất là kết hợp với các huấn luyện viên. Thứ hai là các hoạt động mà nâng cao thể chất với các bộ môn thể thao. Rồi là các cái chương trình mà lần đầu tiên xuất hiện như là bơi lội chữa lành hay tất cả những yếu tố khác. Thì cho nên là chúng tôi phải điều chỉnh từ cái hồ bơi bình thường giống như bao dự án khác thành một cái hồ bơi mang tính chất resort, và nó có hồ bơi tràn bờ rất là đặc biệt từ ở dưới khu vực nội khu đến khu vực cảnh quan và phía trên mái của chúng ta. Thì đấy là cái yếu tố rất là đặc biệt cho một cái dự án đô thị đầu tiên ra mắt thị trường của Tân Đại Thành. Cái sống trải nghiệm phong phú thì đây chúng ta đang thấy là các anh chị thấy tất cả những cái cảm hứng thiết kế chúng ta đều hơi hướng của Ngọc Trai. Thì đây các khu vực quảng trường nghệ thuật thì chúng ta đều có các cái phần thiết kế của Ngọc Trai rất là đẹp, sự cách điệu của sóng biển, ngay cả những cái hồ bơi liên hoàn nghệ thuật thì chúng ta đều làm các cái khu vực nó giống như resort 5 sao của chúng ta. Và song song đó là gì, các khu vực vui chơi trẻ em cũng được thiết kế theo cái hơi hướng cảm xúc đến từ Ngọc Trai. Và thêm nữa đó chính là cái khu vực, đặc biệt là khu vực hồ bơi. Hiện tại chúng tôi đang thay đổi cái phần không gian này, tức là hiện tại hồ bơi chúng ta đang được để rộng ra hơn đâu đấy khoảng gần 2 mét nữa, và chúng ta thay đổi được các cái điểm check in, tức là bản chất chúng ta đi đến cái vị trí nào trong cái hồ bơi này đều check in được. Thì đơn vị mà thiết kế hàng đầu thế giới họ đang điều chỉnh, và trong đó chúng ta có khu vực tràn bờ, tức là cảm hứng là gì, chúng ta là từ sông chúng ta đổ ra biển và chúng ta được tận hưởng cái không gian rất là khác biệt, và chúng ta có thể kết nối được trực tiếp với cái khu biển ngoài các phần tiện ích mà chúng ta đang có giống như một cái resort 5 sao của chúng ta. Phía trên mái thì chúng tôi đang làm là Sky Bar. Nó bao gồm thì thực ra ban đầu tiên ấy, người ta cũng đã nói là bãi trường chúng ta mới chỉ có Intercon thôi, nhưng mà thực chất là các đơn vị mà khi chúng tôi xây cao tầng hầu như họ đều có mong muốn hợp tác với chúng tôi cả. Tại vì cái tầm view đấy với cái số cao tầng đấy nó rất phù hợp để chúng ta làm Sky Bar ở trên mái, và đang liên hệ với rất nhiều các đơn vị, và chúng ta đã chọn ra khoảng 2 đơn vị rất là đặc biệt để chúng ta sẽ cung cấp thông báo cho các bạn trong thời điểm kích nhập sale của chúng ta. Cái yếu tố nữa thì ở trong đây ấy, thì tôi xin phép được giấu trắng ở trong vị trí ABC. ABC 3 tòa tháp thì chúng ta chỉ, tức là đối với các dự án khác thì các cái phần tiện ích ngoại khu đều là giống nhau, như là hồ bơi, rồi là các khu vực vui chơi trẻ em, rồi các khu vực khác đều giống nhau. Nhưng chúng tôi sẽ có bổ trợ thêm các tiện ích ở tại khu vực ở bên trong khối đế, và đặc biệt nữa là tiện ích ở trên mái. Coi như chúng ta có 3 tầng tiện ích phục vụ cho người dân, từ nội khu, từ ngoại khu, trên mái và các phần tiện ích khác của thương mại nữa. Thì tôi sẽ nói trước về 9 cái tiện ích ngoại khu, và chúng ta có 11 tiện ích nội khu ở trong cái tòa tháp ABC. Nhưng trước mắt là tổng số đấy nó còn hơn rất nhiều, nhưng mà tôi sẽ cung cấp trước cho chúng ta được 9 cái phần tiện ích nội khu, ngoại khu và các phần tiện ích khác để chúng ta cung cấp cho cái cư dân chúng ta trải nghiệm. Thì bên ngoài chúng ta chắc chắn vẫn sẽ có hồ bơi, vườn nghệ thuật, rồi các khu vực check in, rồi các khu vực mà liên quan đến vườn thư giãn mùi hương như là nãy tôi vừa nói. Còn bên trong chúng ta sẽ, trước mắt chúng ta đang có 11 tiện ích ở bên trong ở các khối đế, đó chính là khu vực nhà hàng, khu vực phòng tập gym, sinh hoạt cộng đồng, các cái khu vực chăm sóc sức khỏe và các cái khu vực vườn thiền, cũng như là các cái spa phục vụ cho sức khỏe của người dân. Ở đây thì là một hình ảnh mà tôi muốn là nãy chúng ta đang có một hình ảnh view của tòa tháp C, thì bây giờ chúng ta sẽ có một tầm view của tòa tháp B. Thì tức là tôi nói rồi, ban công của những căn này là ban công mà gọi là ban công full, từ phòng ngủ ra đến phòng ngủ bên này kết nối phòng ngủ 1 kết nối với phòng ngủ 3 luôn, tức là 3 ban công đều có. Nó giống như phải gọi là 3 ban công chứ không phải là 2 ban công hay 1 ban công nữa. Đấy thì chúng ta rất là rõ nét trong công tác này, và hầu như các cái phần diện tích còn lại chúng ta trồng cây cối, cảnh quan cây xanh rất là đẹp. Và chúng ta có các hầu như đây, những cái căn bên trong chúng ta sẽ là ban công xéo để đảm bảo làm sao chúng ta sẽ không nhìn chắn, không bị chắn bởi khách sạn ở phía trước, và chúng ta nhìn được ra phía biển. Rồi còn lại nữa thì những cái căn mà nằm ở cái vị trí giữa, tôi nói rồi chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 căn,
là chúng ta có ban công thẳng thôi, còn tất cả lại chúng ta đều ban công xéo hết, ít nhất là một ban công, hai ban công và đến ba ban công ở trong chính cái thiết kế của chúng tôi. Thì coi như vậy là ông HVA ông nói là đã tạo ra được một cái sản phẩm căn hộ mà đúng, nó thật sự là đến giờ tôi cảm thấy là về mặt kiến trúc nó cũng khá là đẹp để cung cấp đối với thị trường. Và nãy tôi cũng có nói lại thì các bạn thấy là như này, cái ban công của chúng ta đều thụt vào bên trong, nhưng chúng ta có một cái khoảng ở bên ngoài giống như cái mũi tàu ấy, cái mũi tàu 5 sao của chúng ta, là vì thiết kế của cái căn hộ này nó giống như là một cái tàu 5 sao và chúng ta kết nối di chuyển vào đến khu vực hải đăng là cái khách sạn 5 sao của chúng ta, thì nó có cái khoảng ở bên ngoài rất là rộng để chúng ta có thể trồng cây cối, cây xanh cảnh quan, và ngoài ra bên trong ban công chúng ta rất là rộng rãi để chúng ta có thể trồng được mảng xanh ở bên trong đấy, và rất là phù hợp để chúng ta có thể check in hay là chúng ta nhìn cái không gian từ bên trong phòng khách, phòng ngủ ra bên ngoài đến biển. Ba tòa tháp thì chúng ta có 19 tầng và là nơi có thể ngắm được bình minh và hoàng hôn. Tôi yêu cầu rồi, tất cả các bộ phận marketing họ sẽ triển khai các cái tầm view đứng từ ban công và có thể ngắm được bình minh, mà đứng ban công ngắm được hoàng hôn, nhìn qua biển bãi trường, nhìn qua biển bãi sao, nhìn qua thành phố, thì đấy là các cái tầm view sẽ rất là đặc biệt để chúng ta cung cấp đến với các bạn sale ra thị trường. Và chúng ta có 1.138 sản phẩm với cái pháp lý sở hữu lâu dài. Và cơ cấu sản phẩm của chúng ta thì tôi cũng nói luôn ngày hôm nay cho các bạn thấy là để các bạn nắm được cái đối tượng, cái sản phẩm studio của chúng ta sẽ có từ 29m² đến 36m. Tỷ lệ này chiếm 25%. Đấy, nhưng mà tôi sẽ để cái diện tích khoảng 30-31m², nó chiếm tỷ trọng khoảng 10%, 15%. Tức là cái giá mà chúng ta đang rumor ấy, nó sẽ có rất nhiều căn dưới 2 tỷ để chúng ta có thể chia sẻ. Thì còn lại sẽ có một số căn studio giá trị khoảng trên 2 tỷ vì diện tích nó lớn, gần 40m². Thứ hai nữa là gì? Diện tích 1 cộng chúng ta từ 45m² đến 51m. Thì ở đây ấy, chúng ta đều bố trí là phòng làm việc, rồi là phòng đọc sách, rồi là phòng thư giãn, một số phòng đấy. Thì tỷ lệ này nó chiếm khoảng 50%. Và cái diện tích khoảng 45 đến 47m² thì đang chiếm khoảng 35% trên tổng cái số lượng hàng của chúng ta đang chia sẻ. Và căn 2 phòng ngủ từ 59 đến khoảng 68m², bố trí 2 ban công, 2 tầm view, thì chúng ta đang có tỷ lệ là 15%. Đấy, rồi thêm nữa là gì? Chúng ta sẽ có căn 3 phòng ngủ là diện tích khoảng 91m² đến gần 100m² với cái tỷ lệ số căn khoảng 10%. Và cuối cùng chúng ta có 5% cái penthouse của chúng ta diện tích từ 275 đến hơn 300m², là panorama nhìn trọn vẹn các cái tầm view của chúng ta. Thì coi như vậy chúng ta đa dạng về mặt sản phẩm, đa dạng về mặt thiết kế. Tôi sẽ chia sẻ một ít để hình dung về cái câu chuyện sảnh. Cái này là cái mà chủ tịch tôi đòi hỏi các bộ phận làm việc một cách rất là triệt để và khác biệt. Tức là chúng ta mong muốn tạo ra một sản phẩm, nhưng mà cái sảnh đấy nó không chỉ đơn thuần là một sảnh căn hộ, mà nó giống như một cái sảnh khách sạn 5 sao để đón khách. Tức là được trang bị từ cây cối, mảng xanh, từ các cái mùi hương hết sức là đặc biệt, và tạo ra một không gian rất là rộng rãi. Và đặc biệt nữa là gì? Toàn bộ chúng ta đều là full kính, full kính để nhìn từ trong được ra ngoài hồ bơi và các khu vực tiện ích. Thì đấy là hình ảnh của các cái vị trí sảnh. Và đây chúng ta thấy là rất nhiều những cái ghế ngồi nó mang hơi hướng của ngọc trai, nó cách điệu nó khác biệt, kết nối giữa các cái loại cây, loại hoa và các cái mùi thơm ở bên trong các cái khu vực sảnh của chúng ta. Rồi các cái dịch vụ chăm sóc rất là tốt của toàn bộ dân. Và đây là một cái vị trí sảnh của chúng ta sẽ làm là gì? Thực ra là chúng tôi sẽ có cái ảnh từ bên trong cái khu vực lễ tân nhìn ra ngoài hồ bơi, nhưng mà tôi sẽ để dành nó trong thời điểm kích hợp thì tôi chia sẻ. Tí nữa tôi sẽ có hai cái ảnh để hiện thực hóa nó theo hình thức đấy, là giống như một cái sản phẩm khác. Thì trước mắt đây chúng ta đang chia sẻ ở đây là tất cả những phần ở bên trong chúng ta đều nhìn ra bên ngoài một cách nói chung là 360, toàn bộ full kính chúng ta nhìn ra ngoài. Và hơi hướng các bạn thấy rồi, chúng tôi thiết kế đều từ xanh của núi đồi, xanh của rừng cây, xanh của biển cả. Thì chúng ta đều thấy các cái tông màu xanh, cây cối cảnh quan nó rất là gần gũi với thiên nhiên, và nó mang tính chất resort 5 sao của chúng ta trong chính sản phẩm này. Khu vực hành lang. Thực ra hành lang là một cái nơi mà chúng tôi đã đi tìm hiểu tất cả các dự án ở trên toàn quốc, từ Bắc vào Nam, từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trong Hồ Chí Minh chúng ta có đi khu Tây, khu Nam, khu Đông để chúng ta tìm hiểu các cái sảnh gọi là đẹp nhất, để chúng ta chia sẻ và tìm ra một cái hành lang tốt nhất cho sản phẩm của mình. Thì đây chúng tôi cũng nói chung thật sự với các bạn là sắp tới chúng ta sẽ thấy được một cái nó rất là khác biệt từ tất cả những yếu tố ở bên dưới cho đến lên trên phòng của quý vị khách hàng, thì tạo ra được các cái hành lang nó giống như là các cái resort khách sạn 5 sao.
Thì bên trong chúng ta, nếu chúng ta nhìn ra ngoài, nó sẽ giống như một cái tầm view này. Chúng ta nhìn trực diện ra bên ngoài hồ bơi, khu vực cảnh quan, các khu vực tiện ích, các khu vực phòng tập gym cũng sẽ ở bên ngoài cũng thấy được, và bên trong cũng nhìn được hết ra bên ngoài. Rồi là các cái spa trị liệu mọi thứ, thì chúng ta cũng sẽ có các cái không gian mở rất là khác biệt, để bên trong nhìn được ra ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được vào trong. Thì đấy là những cái sự khác biệt dành cho chính những cái phần tiện ích ở bên trong chúng ta. Trước đây thì lẽ ra chúng tôi đang sử dụng là màu trắng, nhưng sau này thì chúng ta đang sử dụng nó thành màu vàng đồng rất là sang trọng, để cho chính toàn bộ các khu vực của chúng ta là phần tiền sảnh, mang tính chất hơi hướng resort 5 sao. Đây là hình ảnh của cái minh họa nội thất Can Studio. Thì ở đây chúng ta nhìn rất là rõ. Chúng tôi bàn giao thì các bạn thấy rồi, từ hệ thống trần thì chúng ta đều có các cái khu vực âm rất là sang trọng, rất là đẹp. Rồi các cái không gian phòng thì đây là một cái căn nội thất mang hơi hướng của xanh đại dương, xanh của biển cả. Đấy, thì sắp tới các bạn cho thấy là xanh của núi đồi, xanh của rừng cây, mọi thứ như thế nào đấy, xanh của sông suối. Thì sẽ có 4 cái căn thiết kế khác nhau, và tôi sẽ out dần dần cho các bạn. Từ việc phòng khách, phòng bếp, rồi phòng ăn, nhà vệ sinh, rồi ban công trồng cây theo kiểu nào, định hướng cho khách hàng luôn, để chúng ta thấy được các cái tầm view nó rất là khác. Thì đây là một cái căn mà chúng ta đang thấy là thực ra có rất nhiều hình ảnh từ ban công bóc. Sắp tới chúng ta sẽ out ra thị trường cái phần layout bóc dọc và bóc xéo, để chúng ta thấy được từ phòng khách nhìn ra biển, nhìn ra hồ bơi, nhìn ra các không gian khác. Và ở đây ấy, thì thay vì các dự án khác thì hầu như họ đều làm bàn ăn, nhưng mà riêng cái căn studio này thì chúng tôi đang biến thể nó là khu vực này, nó chính là khu vực ăn uống và phù kết nối giữa phòng khách luôn. Thì coi như vậy nó cũng khá là tiện và phù hợp. Căn này thì diện tích 30m2 nhưng bố trí cũng rất là hợp lý. Chúng ta bàn giao cho khách hàng là nội thất cơ bản liền tường, tức là có cả bếp, rồi là trong phòng ngủ thì chúng ta có sàn gỗ, trang thiết bị vệ sinh, rồi chúng ta có cả tủ âm tường cho khách hàng. Và chắc chắn sắp tới tôi cũng sẽ có các chương trình bán hàng dành cho khách hàng, là chúng ta sẽ có các cái gói rất là đặc biệt cho khách hàng trong những khách hàng mà mua đầu tiên, thì sẽ cung cấp dần dần cho tất cả các quý anh chị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với những cái layout và thiết kế của chúng tôi, thì từ những cái kiến trúc sư hàng đầu ở trên thế giới và Việt Nam kết hợp với nhau để tạo ra một cái sản phẩm có mang tính chất đầy đủ từ công năng, rồi ở một cách hết sức là phù hợp, và thậm chí cho thuê cũng khá là dễ vì số lượng nó không nhiều để cạnh tranh nhau. Cho nên là chúng ta cũng đang đưa ra được một cái phương án khá là hợp lý, và từ thiết kế thậm chí là ban đầu tôi đang bảo đây là những cái định hướng về mặt bàn giao cho khách hàng, có thể là những bức tranh hoặc là những cái hình ảnh sơn để người ta về người ta có thể sử dụng tranh của họ hoặc gì đấy. Nhưng mà chúng ta đang có hơi hướng từ xanh lá cây, xanh núi đồi, xanh của biển cả, xanh đại dương, thì chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng cái định hướng đấy, nó rất là khác biệt để ta chia sẻ. Và hầu như khi mà tôi cảm giác là người ta vào cái nhà mẫu đấy, người ta nhìn cái layout đấy, thì người ta sẽ rất là thấy rằng nó có sự khác biệt và nó có cảm xúc để gần gũi với người ta. Đấy là cái tiêu chí mà chúng tôi đang thiết kế. Và chúng tôi đang định hướng một cái sản phẩm như thế theo một cái cách thức là một cái resort 5 sao kết hợp với lại toàn bộ cái khối khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại. Thì chúng tôi đang bán một cái giá trị nó chỉ có 1,8 tỷ, chưa bao gồm VAT và chưa trừ chính sách bán hàng. Thì đấy là một cái, tôi nghĩ là một cái mức giá khá là cạnh tranh trong thời điểm hiện tại, để chúng ta đưa ra thị trường một cái sản phẩm nó mang hơi hướng khá là tốt. Thì thực tế là bây giờ chúng ta có layout đầy đủ hết rồi, bố trí bóng mái, nhưng mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cách từ từ, để chúng ta có được các cái câu chuyện, một cách nội dung nó thấm dần theo các cái quan điểm tư tưởng đến thời điểm chúng ta chính thức và ra mắt thị trường. Thì với cái giá trị này thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái giá trị tùy thuộc vào các bạn cảm nhận, nhưng mà tôi nghĩ là với cái cách thức 5 sao, cách thức được vận hành như thế, thì chúng ta đã đưa ra một giá trị nó cũng khá là phù hợp với thời điểm hiện tại. Và chúng ta áp dụng trong cái việc khách hàng thanh toán là trong vòng 4 năm và chỉ bỏ ra có 10% đầu tiên. Thì coi như vậy là chúng ta cũng đang có một cái phương thức thanh toán cũng khá là phù hợp, và sắp tới đây chúng ta sẽ chia sẻ đến với thị trường các cái hình thức thanh toán, các chính sách bán hàng nó cũng mang tính chất khác biệt đối với thị trường. Và tôi muốn anh chị lưu ý là chủ đầu tư đó chính là công ty cổ phần bất động sản phát triển bất động sản Hàm Ninh Kiên Giang, giống như công ty Hưng Phát Phú Quốc trước đây chúng ta bán giai đoạn 1, các bạn đẹp minh thủ tục chúng ta lưu ý, và giai đoạn 2 chúng ta là công ty Nam Đại Thành. Thì cái dự án Maple Harmony này nó cũng là một cái tên công ty khác, đó chính là Hàm Ninh Kiên Giang là chủ đầu tư và Mayland là đơn vị phát triển dự án. Thì để chúng ta nắm kỹ, nếu chúng ta có chạy truyền thông thì chúng ta cũng nắm được các nội dung sơ bộ. Vậy thì khi tạo ra một sản phẩm như thế thì chắc chắn chúng tôi sẽ có một cái chiến lược truyền thông một cách tổng thể. Nhưng mà chiến lược truyền thông của chúng tôi nó sẽ đi theo một hơi hướng nó khác biệt hơn.
nó mang hơi hướng mà gần gũi với con người, cũng như là chọn bộ những cái căn nhà thứ hai, những căn nhà ở đích thực dành cho khách hàng của chúng ta, thì nó sẽ có một cái câu chuyện là gì ạ? Trước tiên thì chúng ta nói đến cái kế hoạch kinh doanh. Thì trong tổng số mấy chục đại lý đang tham gia bán, thì chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng rằng là chúng tôi chỉ có ra mắt thị trường khoảng 500 căn. Đấy là một cái con số tôi nghĩ là nó cũng khá là vừa phải, nó khá là hợp lý, không gây áp lực quá lớn đối với các đại lý. Mà thực ra nếu chia nhiều ra thì mỗi đại lý cũng không có nhiều căn. Đấy, nhưng thực tế là nếu thị trường tốt thì có thể số lượng này là sẽ còn hơn. Nên là cũng mong muốn là chúng ta sẽ quan tâm, chúng ta cũng sẽ chia sẻ nội dung này. Và chúng ta nhận rất nhiều booking nó liên quan đến câu chuyện chúng ta bán hàng. Chúng tôi đã làm cái sự kiện ký kết các đại lý ở tại Hà Nội, ký kết các đại lý phân phối chính thức, các đại lý chiến lược, rồi là chúng ta có những buổi giao lưu rất là gần gũi với nhau. Chủ tịch chúng tôi cũng đã ngồi với tất cả các anh chị, chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau các cái câu chuyện, rồi là cũng đã ngồi ăn uống với nhau đến khuya, chúng ta cùng mới về, đúng không ạ? Để thể hiện cái sự gắn kết và lan tỏa cái giá trị tốt đẹp dành cho tất cả những cái anh chị lãnh đạo đại lý bán với chúng tôi. Và chúng tôi đang đi làm công tác đào tạo chúng ta, và kết thúc trong tuần này thì nó khoảng thứ 3 đến thứ 4 là xong hết toàn bộ các hệ thống đại lý miền Bắc và miền Nam. Và lúc đấy chúng ta sẽ tập trung toàn bộ về mặt chiến lược, truyền thông, cũng như chia sẻ các câu chuyện từ layout, rồi là phối cảnh nội thất và các tuyến bài, để chúng ta bùng nổ các cái sản phẩm trước thời điểm chúng ta kích nhập sale. Chúng ta có một cái lễ kích nhập sale trong tuần 4 của tháng 10, tôi sẽ báo chính xác cái ngày cho các anh chị. Và chúng ta đã làm việc xong với đơn vị nhà thầu, với các câu chuyện cảm hứng rất là khác biệt với màu xanh ngọc của toàn bộ các cái vị trí, từ việc đón khách đến bên trong sân khấu, để chúng ta cũng chia sẻ đến với thị trường một cái điều nó khá là mới mẻ. Đấy, ban đầu tiên khi vào cái khán phòng này tôi cũng rất là bất ngờ, vì nó có rất nhiều cái hơi hướng của xanh đại dương, cũng khá phù hợp với cái ý tưởng thiết kế của cái sản phẩm Mayburn. Trong tuần 2 tháng 11 thì chúng ta sẽ ra mắt thị trường cái khu rừng băng tuyết Iyengar. Chúng tôi sẽ gửi vé đến với tất cả các anh chị để chúng ta trải nghiệm một cái công trình mang tính chất biểu tượng đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Chúng ta có 7 điểm check-in miễn phí và 2 điểm chúng ta có trả phí, nhưng hiện tại chúng ta chưa phải trả phí chỗ nào cả. Và chúng ta sẽ xem một cái công trình 3D mapping đầu tiên rất là đặc biệt, các câu chuyện thường xuyên được thay đổi, tức là hôm nay bạn vào, ngày mai bạn vào thì nó sẽ có một câu chuyện khác nhau, và chúng ta sẽ không bị nhàm chán bởi cái câu chuyện đấy, do chính tập đoàn Daewoo EC và kết hợp với một cái đơn vị Dogview hàng đầu ở trên thế giới, thì chúng ta tạo ra cái công nghệ 3D đấy và các cái sân khấu ở bên trong chính dự án của chúng ta. Song song đó chúng ta sẽ có công bố cái lễ quy hoạch của thành phố tinh khiết bên dòng sông Mây. Và chúng ta trong cái buổi này chúng ta sẽ có sự tham gia của đơn vị tư vấn kiến trúc cảnh quan, rồi là đơn vị về mặt quy hoạch Dark Horse rất là nổi tiếng đến từ Úc, rồi là có sự tham gia của Daewoo EC, có sự tham gia của cơ quan ban ngành chính quyền công bố khu vực hành chính công, rồi có sự tham gia của chủ tịch của một cái trường học kết nối với chúng tôi, để chính thức sau cái buổi mà chúng ta công bố quy hoạch này thì chúng ta sẽ làm lễ khởi công xây dựng trường học. Thì nhà thầu đang nói là khoảng 5 tháng rưỡi là sẽ xong cái trường đấy, và sau 5 tháng rưỡi thì con em có thể đi vào học được luôn. Và rất nhiều các cái đơn vị, các cái cơ quan trường cũng như là lãnh đạo địa phương, họ rất là ủng hộ về cái việc mà họ được học ở môi, cho con em chúng ta học ở môi trường rất là mới với cái giá trị như hiện tại đang học. Và chúng ta cũng có dành các cái lớp nâng cao cho những người học ở quốc tế, thì để nó khá là tốt. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ giúp con em của An Thới, của Phú Quốc, chúng ta học hành một cách bài bản một cái trường học, và tôi nghĩ là nó cũng khá là phù hợp với lại tất cả mọi người dân. Và trong đây thì tôi không để, trong đây xin lỗi các anh chị là tôi không để cái thời điểm chúng ta bán hàng cho cái cao tầng. Thì cái này thì chắc chắn các anh chị lãnh đạo cũng sẽ chia sẻ với các bạn cái thời điểm chúng tôi bán hàng, để chúng ta cũng có được một cái chiến lược nó rất hết sức là rõ ràng và khác biệt. Và chúng ta lưu ý đến tháng 12 thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái event, các cái sự kiện để chúng ta giữ nhịp, chúng ta giữ nhịp đối với thị trường, và chúng ta làm các sự kiện liên quan đến thấp tầng và cao tầng nữa. Thì đấy là cái thông điệp mà cũng chia sẻ. Song song đó thì ở đây ấy, thì chúng tôi luôn luôn đặt ra cái câu hỏi cho marketing phải trả lời, đó chính là làm sao để người ta biết đến Mayburn Harmony. Nếu như trên thị trường chúng ta chỉ biết tới một sản phẩm khác thì không ai mà người ta chọn Mayburn Harmony cả. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như tất cả mọi người đều biết đến Mayburn Harmony thì không ai không chọn đến sản phẩm này. Đấy là lý do mà câu đầu tiên tôi đặt ra câu hỏi là các anh chị làm sao để chúng ta cho người ta biết được Mayburn Harmony. Thế thì sẽ có rất nhiều các thông điệp chính về những cái câu hỏi mà đưa ra để cho khách hàng người ta có thể tự trả lời, phủ tất cả các phương tiện về mặt truyền thông.
giống như kiểu là bạn đã sẵn sàng cho một cái biểu tượng sông mới tại Phú Quốc chưa, rồi tất cả những cái sản phẩm mà có giá trị view biển, gần biển, sở hữu lâu dài, hay là tất cả những yếu tố khác, thì chúng tôi sẽ chạy hơi hướng theo các hình thức gây sự tò mò và tìm hiểu của khách hàng, từ các cái công tác từ apply online, rồi các cái hệ thống mà banner quảng cáo, rồi là đài truyền hình, thì rất nhiều những yếu tố đấy sẽ được chạy một cách hết sức là mạnh mẽ trong thời điểm bắt đầu từ chúng ta là từ ngày 19 tháng 10 của chúng ta. Thì coi như thế ở đây cũng có các giai đoạn, thì thực ra các bạn cũng không cần quan tâm lắm đến này đâu. Các bạn chỉ còn quan tâm là mỗi ngày chúng tôi đưa cho các bạn bao nhiêu bài post, các bạn đăng bài, rồi các bạn chạy mọi thứ ra làm sao. Và lúc đấy chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các đại lý cũng sẽ thực hiện các công tác nghiệm thu liên quan đến cái công tác mà chúng ta gửi các thông điệp ra bên ngoài thị trường. Thì đấy là những cái giá trị để chia sẻ các bạn. Và chúng ta, các bạn có, chắc ở đây chúng ta đã biết hết được là chúng tôi đang thưởng nóng bao nhiêu tiền căn rồi đúng không ạ? Chưa. Hiện tại là trước mắt là chúng tôi đang áp dụng cái mức thưởng nóng thấp nhất là 30 triệu một căn đến hơn 3 con số. Đến hơn 3 con số, từ 30 triệu đến hơn 3 con số. Có đủ hấp dẫn chưa ạ? Có đủ hấp dẫn không bạn? Dạ. Trước mắt là chúng ta đang nhận booking và chúng tôi đang áp dụng, tức là trước mở bán thì chúng tôi đang áp dụng là mức thưởng nóng thấp nhất từ 30 triệu trở lên. Còn trong cái ngày mà chúng tôi ra mắt đấy thì tôi có thêm chính sách gì nữa thì tôi sẽ báo các bạn. Nhưng trước mắt các bạn cứ biết rằng thấp nhất các bạn đang có được 30 triệu căn. Từ 30 triệu trở lên đến hơn 3 con số. Đấy là cái, đấy, cái câu trả lời chắc nịch với các bạn là như vậy. Và để chúng ta có một cái câu chuyện rất là kỹ về cái việc ở đây thì ở đây đang để 25 tháng 10 kích lập sale. Đấy, thì các bạn cứ hình dung là trong tuần 4 tháng 10 thì chúng tôi sẽ cung cấp các bạn các cái thông điệp. Thì đây chúng ta sẽ chạy, thực ra là khi mà bất kể ai chạy truyền thông ấy, thì hầu như người ta cũng sẽ chạy rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt để chúng ta ra được các cái thông điệp một cách tốt nhất đối với thị trường. Và chúng tôi cũng sẽ có lễ ra mắt bán hàng, lễ ra mắt Maple Harmony, rồi ráp căn dự án và các cái chương trình khác. Thì coi như vậy là chúng ta đang có một cái chiến lược một cách tổng thể và sẽ cung cấp tới các anh chị từ ngày hôm nay đến suốt cái quá trình còn lại để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta sẽ có một cái Tết thật là tốt đẹp, thật là ấm no và hạnh phúc. Và tôi chúc cho tất cả các anh chị ở đây chúng ta sẽ có thật nhiều booking, chúng ta sẽ có thật nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm Vapor Harmony. Và chúng tôi cũng khẳng định với các anh chị là chúng tôi sẽ làm ra một sản phẩm đầu tiên của một cái chủ đầu tư với dòng sản phẩm căn hộ, nó mang, sẽ mang hơi hướng hết sức là khác biệt đối với các sản phẩm của chủ đầu tư khác. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.